Xin được kính chào các bạn khán giả của kênh Tết Trần TV. Tôi đang có mặt tại Hàm Rồng và ngay đằng sau lưng tôi đó là câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Tôi đang tập luyện để chuẩn bị trận đấu gặp câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 2 V-League 2022. Đây là trận đấu thứ hai của Hoàng Gia Lai tại mùa giải năm nay. Tuy nhiên, đối với cả những khán giả Pleiku thì có lẽ đây sẽ là trận đấu đầu tiên mà được chứng kiến những cầu thủ của đội bóng Phố Núi chơi trên sân nhà Pleiku. Chúng ta hãy cùng xem là thầy trò huấn luyện viên Kia Thị Sắc tập luyện như thế nào trong buổi tập ngày hôm nay. Rồi, các bạn thân mến, một buổi chiều đầy nắng và đầy gió quen thuộc ở Hàm Rồng. Mình đến Hàm Rồng rất là nhiều lần rồi, nhưng mà phải nói thật với bạn là mỗi lần đến đây thì cảm nhận cái khung cảnh, đặc biệt là cái không khí ở tại Gia Lai này thì thực sự là lúc nào cũng cảm thấy rất là tuyệt vời. Nhiệt độ rơi vào khoảng 28 độ, trời không quá nóng, không quá lạnh mà lại có cả nắng, cả một chút gió. Thực sự là rất là phù hợp cho việc tập luyện, một cái khí hậu thực sự rất là tuyệt vời. Với những ai mà muốn trị gọi là viêm mũi dị ứng chẳng hạn, hoặc là những cái bệnh liên quan đến đường hô hấp, thì mình nghĩ rằng lên đây thì không khí như này giúp cho cơ thể của chúng ta rất là mau chóng thực sự khỏe mạnh. Đó là một chút những thông tin bên lề liên quan đến hình hình thời tiết. Quay trở lại với hình ảnh trong buổi tập thì các bạn thấy là lúc này thì trước buổi tập, huấn luyện viên Kia Thị Sắc đã chia sẻ với các cầu thủ cũng khá nhiều những gì liên quan đến trận đấu trước, trận đấu của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai gặp đối thủ đó chính là câu lạc bộ Nam Định. Một trận đấu mà có thể coi là không hề tồi của các cầu thủ Hoàng Gia Lai. Họ đã có được một điểm cực kỳ khó khăn, cực kỳ vất vả. Trong quá trình câu lạc bộ Hoàng Gia Lai đang rút kinh nghiệm với những lời chia sẻ của huấn luyện viên Kia Thị Sắc, thì Lương Xuân Trường, đội trưởng, chính là người phiên dịch bằng tiếng từ tiếng Anh sang tiếng Việt cho các đồng đội. Đó là những hình ảnh cũng khá quen thuộc thôi. Đây là hình ảnh cũng bên lề, đó là tiền vệ Tuấn Anh thay mặt cho toàn thể câu lạc bộ Anh Gia Lai đã tặng món quà cho bác sĩ Đồng Xuân Lâm, một món quà nhân dịp sinh nhật. Những cử chỉ và những hành động rất thân mật, vui vẻ, tình cảm để kỷ niệm ngày sinh nhật của một thành viên trong ban huấn luyện. Bác sĩ Đồng Xuân Lâm cũng là một trong những người đã đồng hành cùng bóng đá Việt Nam trong rất là nhiều thời gian. Ở câu lạc bộ Hoàng Gia Lai thì anh Lâm không chỉ là người phiên dịch, mà không chỉ là bác sĩ mà còn là người phiên dịch nữa. Huấn luyện viên Kia Thị Sắc cũng đã rất nhiều lần nói với truyền thông rằng đây là một con người khá đa năng, khi mà biết cả ngoại ngữ lẫn cả chuyên môn về y học. Hy vọng là các y sĩ, y bác sĩ của thể thao nước nhà luôn có được nhiều sức khỏe. 27 tháng 2 vừa rồi cũng là một ngày thầy thuốc Việt Nam. Và cũng xin được chúc tất cả những người thầy thuốc trong y học thể thao nói riêng và thầy thuốc nói chung của chúng ta luôn luôn mạnh khỏe, để giúp nhiều người khỏi bệnh, tất cả các bệnh. Quay trở lại với hình ảnh về chuyên môn thì câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai trước mắt họ sẽ là câu lạc bộ Hà Tĩnh, một đội bóng mà cũng đã không có được kết quả tốt trong trận đấu vòng đấu đầu tiên. Họ đã để thua câu lạc bộ Hải Phòng, mặc dù Hải Phòng là ghi bàn thắng ở những phút cuối cùng. Tuy nhiên đó là một trận đấu mà câu lạc bộ Hà Tĩnh cũng đã thể hiện một cái cách chơi không hề dễ bắt nạt. Chính vì thế mà câu lạc bộ Hoàng Gia Lai chắc chắn là phải rất cố gắng. Có một thông tin bên lề mình cũng nhận được, đó là câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lúc này thì tại Hà Tĩnh thì họ cũng không có được điều kiện có được một cái sân tập một cách tốt nhất. Chính vì thế mà cái việc tập luyện của Hà Tĩnh gặp rất là nhiều khó khăn. Vì vậy là câu lạc bộ Hoàng Gia Lai đang nắm một chút lợi thế liên quan đến việc điều kiện. Câu lạc bộ Hoàng Gia Lai đang được tạo điều kiện cực kỳ lớn, cực kỳ tốt. Tại Hàm Rồng thì luôn luôn các cầu thủ cũng như là tất cả các đội bóng tại đây, cả các lứa U, đội năng khiếu hay là các đội bóng khác, thậm chí là đến đây thuê sân tập thì cũng đều có được một cái điều kiện tập luyện rất là tốt. Và họ có được một cái đội ngũ chăm sóc cũng khá chuyên nghiệp. Trái ngược với Hà Tĩnh, họ đang gặp rất nhiều những khó khăn khi mà việc tập luyện của họ gặp nhiều vấn đề. Hoàng Gia Lai đã có bộ khung rất là tốt rồi. Trong đó Hà Tĩnh thì các bạn biết rồi, trong mùa giải 2021 thì huấn luyện viên Thành Công cũng mới về. Và rất may cho họ là cái giải đấu đã
bị hoãn, bị hủy. Chính vì thế mà họ đã tránh được cái việc bết bát ở bảng xếp hạng. Đây là một cái mùa giải mới, dù họ đã có được một số những sự bổ sung, ví dụ như Lý Thanh Trung, có một trong những cầu thủ mà cũng có nhiều kinh nghiệm V-League, từng ăn cơm tuyển và cũng là một trong những người con của Nghệ Tĩnh, Nghệ An, Hà Tĩnh. Vì thế mà họ cũng rất là tự tin. Tuy nhiên là Đinh Thanh Trung cũng là một cầu thủ khá lớn tuổi rồi, sinh năm 1988, bây giờ đã 34 tuổi, không còn là trẻ trung gì nữa. Vì thế mà chắc chắn là huấn luyện viên của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng sẽ phải tính toán để đối mặt với một đội bóng như Hoàng Anh Gia Lai. Về phía Hoàng Anh Gia Lai thì việc được chơi sân nhà Pleiku cũng sẽ là một cái cộng thêm một cái sức mạnh rất là lớn, và chắc chắn là họ sẽ đặt mục tiêu 3 điểm. Khi mà không giành được 3 điểm ở trận đấu khai quân thì ra quân thì chắc chắn là huấn luyện viên Gizak với mục tiêu vô địch của mình thì đương nhiên với sân nhà nữa, không khác không gì khác ngoài 3 điểm. Đó là mục tiêu quan trọng. Và chắc chắn là như mình nói rồi đấy, tức là với các khán giả Pleiku thì có lẽ là cái ngày mùng 2 tháng 3 tới đây mới chính thức là cái ngày mà họ bắt đầu được tận hưởng cái bầu không khí tại giải vô địch quốc gia. Trong cái ngày 26 tháng 2 vừa rồi, thực tế là câu lạc bộ Hoàng Gia Lai đã thi đấu tại trận đấu đầu tiên, nhưng mà mình đã nói với gì là trận đấu đó thì lại trùng với cả cái thời gian thi đấu của trận chung kết U23 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan tại vòng chung kết U23 Đông Nam Á tổ chức tại Campuchia. Vì thế mà người hâm mộ cũng đã sao lãng đôi chút so với cái màn trình diễn của Hoàng Gia Lai. Bên cạnh đó thì Hoàng Gia Lai cũng thi đấu trên sân khách trên Thiên Trường nữa. Vì thế mình tin rằng với rất nhiều người hâm mộ Gia Lai thì trận đấu sắp tới trên sân Pleiku có lẽ đó mới là cái trận đấu được coi là khai màn V-League của người dân Gia Lai. Vừa rồi các bạn thấy là những hình ảnh mà mình đã ghi lại thì có những bước chạy của Tuấn Anh. Tuấn Anh cũng là Văn Thanh nữa đã gặp một chút những vấn đề về cổ chân trong cái trận đấu sau cái trận đấu gặp câu lạc bộ Nam Định. Trong video mà mình gửi đến các bạn ở trên kênh Đất Trần TV sau trận đấu đó thì các bạn thấy là Tuấn Anh cũng đi tập tễnh. Tuy nhiên là với quan sát của mình ở thời điểm hiện tại thì Tuấn Anh đã có thể trở lại bình thường được rồi. Bước chạy Tuấn Anh khá thanh thoát và có lẽ là đó là một chấn thương quá nghiêm trọng. Với các cầu thủ ấy thì việc sơ mi cổ chân hay là gọi là bong gân ấy, thực tế là có những nhiều cầu thủ bị nhẹ và gần như là họ phục hồi khá là nhanh sau một cái buổi trường đá. Ví dụ như gầu đá buổi chiều, buổi tối trường đá và sáng hôm sau họ có thể vận động một cách bình thường được. Đó là tùy từng loại chấn thương sơ mi cổ chân khác nhau, mức độ nghiêm trọng khác nhau nữa. Và hy vọng rằng là Tuấn Anh không gặp vấn đề gì quá lớn cả. Hôm qua tìm hiểu thì mình cũng được biết là kể cả Văn Thanh cũng thế thôi, cũng không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng. Các cầu thủ của Hoàng Gia Lai lúc này thì đang có một sức khỏe trạng thái rất là tốt. Và mình nghĩ rằng là huấn luyện viên Kisak sau trận đấu đầu tiên thì cũng rút được nhiều kinh nghiệm. Ông chắc chắn là sẽ có thêm nhiều phương án khi trở về Pleiku, để đặc biệt là chắc chiêu những cơ hội giành được những điểm số để có thể có được 3 điểm đầu tiên tại V-League 2022. Một mùa giải mình cũng tin là không hề dễ dàng với tất cả các đội bóng. Nhiều người cho rằng là Hoàng Gia Lai năm nay thì sẽ dễ dàng hơn chút, bởi vì câu lạc bộ Hà Nội đang chệch choạc ở khu vực ban huấn luyện, cũng như là các cầu thủ ngoại binh đang cho rằng, nhiều người cho rằng là không được tốt. Ngoài ra các đối thủ khác của họ, ví dụ như Bình Định, đầu tư nhiều tiền của nhưng mà cũng đã chưa thực sự được lắp ráp đội hình do những tình hình về dịch bệnh nữa. Nhiều người cho rằng là Hoàng Gia Lai sẽ có một mùa giải dễ dàng, nhưng mình không nghĩ như vậy. Chắc chắn là Hoàng Gia Lai sẽ cực kỳ nhiều khó khăn khi mà V-League là một giải đấu mà không thể nói trước điều gì được. Tất cả các đối thủ cực kỳ rất cạnh tranh và có trình độ khá tương đồng nhau. Các bạn thấy là những chiến thắng của các đội bóng bây giờ thì cũng rất là khó khăn, sát nút, không rất khó để mà tìm ra một cái trận đấu mà gọi là phân tài cao thấp một cách gọi là rõ ràng cả. Chính vì thế mà mình nghĩ rằng câu lạc bộ Hoàng Gia Lai cần phải chắt chiu những cái cơ hội từ thiếu trên sân nhà và có một cái đội hình thực sự khỏe mạnh như này. Một cái đội hình mà rất là nhiều các cầu thủ được thi đấu tại đội tuyển quốc gia. Ngoài ra ngoại binh của Hoàng Gia được đánh giá khá chất lượng. Mauricio Barbosa trận đấu gặp Nam Định thì thực tế là cũng cho thấy được cái nhãn quan chơi bóng của mình.
chơi vị trí trung vệ trung tâm trong sơ đồ ba trung vệ. Mauricio Barbosa cũng đã bắt đầu có những cảm giác đầu tiên với V-League, với giải đấu vô địch quốc gia Việt Nam. Ngoài ra thì Baiano hay là Brandao cũng là những cầu thủ khá gọi là chơi bóng khá là tư duy và rất là phù hợp với cách chơi của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Kim Dong Su thì có lẽ là huấn luyện viên Kê Sắc đang có chiều hướng sử dụng anh ở giải đấu AFC, với một cái giải đấu mà ngay tháng 4 thôi. Chính vì thế mà ông Kê Sắc cũng chắc chắn là sẽ phải chắt chiu con người tận dụng cho cái giải đấu đó. Hôm nay thì đội sẽ đã trải qua phần khởi động, và theo mình được biết hôm nay đội sẽ có những cái bước chạy liên quan đến việc giải phóng sức y bằng những bước chạy quen thuộc, gọi là chạy, mình cũng không biết là dùng cái từ ngữ chuyên môn nào cho chuẩn, nhưng đây là một cái bài gọi là giải phóng sức y, chạy đi chạy lại ở hai cái điểm marker và khiến cho cơ thể nó thoát được cái sức y sau một cái ngày thi đấu mệt mỏi. Thì các cầu thủ đã có được một thời gian nghỉ vào ngày 27 tháng 2. Vì thế ngày 28 tháng 2 là cái ngày mà huấn luyện viên Kê Sắc cùng đội ngũ trợ lý cũng đã có cái giao án giải phóng sức y. Con thấy là trên khuôn mặt của tiền đạo Baiano còn có hình xăm hình trái tim, người phát hiện ra quay rất cận, người phát hiện anh chàng này thì anh chàng người Brazil, chắc chắn là xăm trổ là một trong những phong cách anh chàng này thích rồi. Hai cánh tay kín hình xăm, gương mặt cũng có một hình xăm luôn, hình xăm hình trái tim rất cá tính. Cũng theo quan sát của mình thì ông Baiano này có vẻ như đang giảm cân rồi. Cái đợt mà đá tại giải Cúp Thứ Hùng thì cầu thủ này trông có khá là cồng kềnh, đậm người, thân trên khá to. Bây giờ thì mình thấy là mỏng manh đi rất khá là nhiều. Đấy. Văn Thanh thì có lẽ là hoàn toàn không vấn đề gì về chấn thương rồi, đang chạy những bước chạy rồi. Xuân Trường có vẫn băng một chút ở bắp đùi phải. Văn Toàn thì có lẽ là không gặp vấn đề gì với những bước chạy, đặc biệt là những cái bài chạy như này thì Văn Toàn có lẽ là sở trường rồi. Đứa con của thần gió vùng Pleiku, đó là những cái biệt danh rất đáng yêu của các cổ động viên, những người hâm mộ Văn Toàn đặt cho anh. Văn Toàn thì cũng mới có thu nạp thêm một fan cứng nữa, đó là chính là cầu thủ nữ Thanh Nhã nữa. Đây là Đông Triều. Đông Triều cũng đã trở về Hoàng Gia Lai từ câu bộ Sài Gòn. Hy vọng Đông Triều sẽ sớm lấy lại được phong độ và trở lại cùng các đồng đội tại Học viện Hoàng Gia Lai. Thực ra Đông Triều ngày xưa là một cầu thủ cũng khá nổi tiếng, được rất là nhiều người hâm mộ biết đến, cùng với lứa Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng. Thì Đông Triều cũng là một trong những cầu thủ mà được nhiều người quan tâm. Và nếu mình nhớ không nhầm thì được sang Arsenal gặp huấn luyện viên Arsene Wenger cơ. Và có những cái buổi tập luyện, buổi rèn luyện tại trời Âu. Đông Triều là một trong những tương lai của Hoàng Gia Lai thời điểm đó. Nhưng bây giờ thì Đông Triều do rất nhiều lý do hiện tại đang cố gắng lấy lại được phong độ của mình, đang trôi đi cái phong độ của mình và chưa có cơ hội trong đội 1. Hy vọng là Đông Triều sẽ trở lại sát cánh của các đồng đội. Khi trở về đến Hàm Rồng thì đương nhiên là tất cả các cầu thủ của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai, kể cả các cầu thủ trẻ được đưa lên đội 1 thì sẽ cùng nhau tập luyện. Khi đi sân khách ấy, thì thường là các cầu thủ cũng sẽ bị hạn chế về mặt số lượng, sẽ chỉ có một cái số lượng nhất định để di chuyển cùng câu lạc bộ thôi. Còn khi ở sân nhà thì đương nhiên là không loại trừ bất cứ một ai cả, những ai được đăng ký lên đội 1 ở mùa giải 2022. Theo danh sách thì sẽ tập luyện cùng đội 1. Bạn thấy đây là một cái bài tập mà nhìn thì có vẻ là rất là chạy rất là chậm, rất là nhẹ nhàng thôi, nhưng mà chạy với việc chạy liên tục như này ở hai cự ly như này thì thực sự là khá là mệt. Mình có nhớ là cái bài tập như này đã khiến cho rất nhiều cầu thủ tại đội tuyển Việt Nam, Quế Hồng Hải, Công Phượng đã từng phải xin thầy Park là giảm số lượng xuống, giảm cường độ xuống vì nó rất là mệt mỏi, rất là ngốn calo, ngốn thể lực. Như vậy là nhóm của Xuân Trường, Văn Toàn đã hoàn thành xong, đã phải tiếp nước ngay. Đương nhiên nó chạy như này thì
giải phóng sức y rất là tốt. Những ai muốn giảm cân thì các bạn cứ mặc cái áo mưa ấy, hay là mặc áo khoác ấy, sau đó các bạn chạy như này. Chạy không cần không cần chạy ở quãng rộng dài gì cả, cứ chạy đi chạy lại ở hai điểm như này thôi. Mình khẳng định các bạn luôn, cực kỳ nhanh xuống cân, ngốn calo cực kỳ nhiều. Nói chung là với một cầu thủ thì có nhiều cách để thi đấu. Với những có nhiều cầu thủ thì thích thân hình nó dày béo để có được một cái gọi là làm trụ tốt, quỳnh người tốt. Nhưng có những cầu thủ thích tốc độ và thích thanh thoát thì đương nhiên họ sẽ lựa chọn với một cái cơ thể, một cái chế độ dinh dưỡng cũng như chế độ tập luyện làm sao để giúp cơ thể nó thực sự thanh thoát, mỏng. Ví dụ như Văn Toàn các bạn thấy là chạy rất nhanh. Ví dụ Văn Thanh hay là Hồng Duy cũng là những cầu thủ khá tốc độ vì họ sở hữu một cái thân hình nhỏ người, nhỏ con. Đấy, họ di chuyển rất là nhanh. Bây giờ thì câu lạc bộ Hoàng Gia Lai sẽ chia làm hai nhóm, một nhóm sẽ thi đấu đối kháng và một nhóm sẽ đá ma. Theo mình quan sát thì có lẽ là nhóm đá chính trong trận đấu gặp câu lạc bộ Nam Định sẽ thi đấu gọi đá ma với nhau. Đây là một cái quãng thời gian mà câu lạc bộ Hoàng Gia Lai tức cũng như tất cả các đội bóng khác họ sẽ có một cái cường độ tập luyện rất là dày, cường độ thi đấu rất là dày. Trong khoảng 2 tuần thì họ sẽ thi đấu 4 trận đấu. Chính vì thế mà ban huấn luyện các đội bóng sẽ phải lên những cái giáo án rất chuyên biệt để làm sao các cầu thủ đảm bảo được thể lực, phục vụ được các trận đấu. Ba thủ môn của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai cũng đang tích cực chui rèn. Huỳnh Tuấn Linh chắc có lẽ vẫn là sẽ là sự lựa chọn số 1 của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai ở trận đấu sắp tới thôi. Trận đấu gặp Nam Định thì Linh Phấn cũng đã cho thấy khả năng của mình, ra vào rất là tốt, chơi chân rất là hay và chỉ huy hàng phòng ngự nữa. Rõ ràng là cái kinh nghiệm của cái Linh Phấn trong thời gian khoác áo của bộ Thanh Hoàng Ninh là rất hữu ích. Chắc chắn là mùa giải năm 2022 này thì Linh Phấn sẽ là một nhân tố vô cùng quan trọng để giúp cho Hoàng Gia Lai có thể gặt hái được những thành công. Đây là nhóm các cầu thủ của Hoàng Gia Lai thi đấu đá ma, bao gồm các cầu thủ đá chính trong trận đấu gặp Nam Định. Các bạn nhìn thấy rất là rõ đúng không ạ? Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh, Hữu Tuấn, Brandao, Mauricio, Tuấn Anh, Văn Việt, tất cả cầu thủ thi đấu chính trong trận đấu gặp Nam Định. Thường thường thì sau những cái ngày thi đấu căng thẳng thì những cầu thủ đá chính sẽ có được cơ hội thả lỏng, đá nhẹ nhàng để không tránh tình trạng các cái cơ nó bị quá tải và cơ thể nó không bị gọi là mệt mỏi quá. Vì các bạn biết được là một trận đấu diễn ra ấy thì nó rất là căng thẳng, và đặc biệt là những cái khối lượng vận động lớn khiến cho cơ bắp nhiều khi cũng rất là mệt, rất là quá tải. Thì cần có những cái buổi nghỉ như này. Chung là giáo án của những cái người ăn tập chuyên nghiệp thì họ cũng phải tính toán để làm sao mà phù hợp giúp cho các cầu thủ sẵn sàng bước vào việc tập luyện và thi đấu. Theo mình quan sát thì lúc này thì nhóm còn lại bao gồm có cả Công Phượng, có cả Bayano đấy, và các cầu thủ khác không thi đấu chính trong trận đấu Nam Định gặp Nam Định sẽ chia đôi đội hình đá đối kháng, một nhóm mặc áo bíp và một nhóm không mặc áo bíp. Mong muốn của huấn luyện viên Kim Sắc đó chính là các cầu thủ sẽ có được những cái sự sẵn sàng, chỉ cần có hiệu lệnh có thể vào sân thay người luôn. Trong trận đấu vừa rồi thì các bạn thấy là huấn luyện viên Kim Sắc cũng đã sử dụng một số những cầu thủ trẻ vào sân và cũng thể hiện được cái năng lực của mình. Đương nhiên là họ vẫn cần rất là nhiều thời gian. Đây, các bạn thấy là hai khung thành được đẩy sang hai bên. Sau đó là họ sẽ thi đấu đối kháng. Công Phượng là người vào sau trong trận đấu vừa rồi gặp Nam Định. Kia là Kim Đông Su, người không có đăng ký thi đấu trận đấu gặp Nam Định. Không nhiều, không ngoại trừ khả năng Kim Đông Su sẽ là người thi đấu trong trận đấu gặp câu lạc bộ Hà Tĩnh đâu. Lê Văn Sơn,
Như vậy là nhóm hai thủ môn sẽ không có thủ môn Huỳnh Tuấn Linh. Theo mình quan sát thì có lẽ Minh Vương đã gặp một vấn đề và không thể tập luyện có đồng đội và đã phải tập ở ngoài rồi. Một vấn đề nhỏ liên quan đến cổ chân của Minh Vương. Hy vọng là Minh Vương sẽ không sao. Đây cũng là những hình ảnh thay cho lời kết video Hoàng Gia Lai chuẩn bị trận đấu gặp Hà Tĩnh trên kênh Tết Trần TV. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và đừng quên bấm like, subscribe, bấm nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi có video mới. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo.